bị dọa đánh, tài xế tâm thần lái xe tông 18 người thương vong để trả thù. Liên quan đến vụ việc tài xế tâm thần gây tai nạn liên hoàn khiến 18 người thương vong từng gây bức xúc dư luận ở Bình Định, hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt tên này 19 năm tù về tội giết người. Sáng mùng 8 tháng 4, thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, hội đồng xét xử sơ thẩm của cơ quan này vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hâu, sinh năm 1985, ngụ xã Nhân Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, 19 năm tù về tội giết người với nhiều tình tiết giết từ 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người và có tính chất côn đồ. Đây là vụ tai nạn liên hoàn khiến 18 người thương vong, từng gây bức xúc dư luận. Cụ thể, theo cáo trạng, khoảng 16 giờ chiều ngày 30 tháng 12 năm 2021, Thầu điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 77C-15414 kéo theo dấu mốc 77G-0068-1 lưu thông trên tuyến đội tuyển 636 và đội tuyển 638, đoạn thuộc địa phận xã Nhân Phúc và xã Nhân Lộc, thị xã An Nhơn để thăm người thân, sau đó về nhà. Trên đường đi, nhớ lại sự việc trước đó mình từng bị một số thanh niên xã Nhân Phúc chọc ghẹo, dọa đánh, Thầu nảy sinh ý định điều khiển xe đầu kéo tông người dân đang tham gia giao thông trên đường để trả thù. Do vậy, khi đến địa bàn hai xã Nhân Phúc và Nhân Lộc, Thầu điều khiển xe đầu kéo chủ động tông hàng loạt người đang tham gia giao thông. Hậu quả làm hai người chết, một người dưới 16 tuổi, 16 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản hơn 134 triệu đồng. Sau khi gây ra tai nạn, Thầu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra quốc lộ 19 rồi quốc lộ 1A theo hướng Bắc, Nam. Người dân và lực lượng công an đuổi theo để truy bắt. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi truy đuổi hơn 25 km, lực lượng chức năng chặn được xe và bắt giữ Thầu khi đang di chuyển trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo vẫn còn một xe máy bị kẹt. Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên, gia đình đã trình cơ quan chức năng sổ theo dõi bệnh tâm thần của Nguyễn Văn Thầu tại cộng đồng từ năm 2006. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thầu. Theo hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định, Thầu là người bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Tại tòa, Thầu thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi gây ra.